Thưa quý vị, đảm nhận vai trò đầu tàu, thiết lập khung tiếp nhận cách ly tập trung công dân nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Đà Nẵng. Cán bộ chiến sĩ Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã hoàn thành sứ mệnh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công dân hoàn thành quy trình cách ly theo quy định. Thành công ấy, bên cạnh sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng cùng cộng sự, vai trò của người chỉ huy đã góp phần không nhỏ cùng thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Người mà phóng sự đề cập đến là Thiếu tá Vũ Văn Nam, gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Là một sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn dự bị động viên Trung đoàn 971 được Bộ Chỉ huy Quân sự điều động về đảm trách Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thành phố. Nhận việc được vài tuần thì dịch bệnh bùng phát. Để ngăn chặn nguồn lây xâm nhập từ bên ngoài, Đà Nẵng tận dụng hai trung tâm huấn luyện của quân đội làm khu cách ly tập trung. Trong đó, cơ sở đường Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu là nơi tiếp nhận, cách ly công dân nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 vào Việt Nam. Được giao trọng trách không đúng chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng với tinh thần người lính không quản hiểm nguy, vất vả, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi tổ quốc cần, nhân dân giao phó. Bản thân là lực lượng vũ trang thành phố, khi được giao nhiệm vụ thì bản thân rất băn khoăn, thì bằng phương pháp chỉ huy, cách thức, biện pháp làm tới đâu, khắc phục, rút kinh nghiệm tới đó để tiến hành đảm bảo tốt nhất. Nên từ năm 2000 đến nay thì đã tiếp nhận hơn 3.000 công dân về cách ly, đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy trình theo những văn bản quy định của cấp trên để đảm bảo cho mọi người dân yên tâm ở lại cách ly và hoàn thành cách ly về lại địa phương, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Nhớ lại ngày đầu triển khai tiếp nhận, cả đơn vị được biên chế gần 30 đồng chí. Hầu hết là cán bộ chiến sĩ được điều động từ các binh chủng hợp thành, không có chuyên môn nghiệp vụ về công tác cách ly điều trị. Có ngày, đơn vị phải tiếp nhận đến 232 công dân từ các nước, vùng lãnh thổ có dịch bùng phát mạnh. Trong số ấy, có đối tượng bị trục xuất vì vi phạm quy định ở nước sở tại. Nhiều người có bệnh nền phức tạp, đặc biệt có đến 65 bà bầu gần đến thời kỳ sinh nở. Để công dân vừa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch vừa thoải mái xem khu cách ly như nhà thứ hai của mình, thì cán bộ chiến sĩ phải căng mình lo chu toàn mọi thứ. Ở đây mấy anh hầu như là phục vụ rất là tốt. Nếu là có nhu cầu nắng nóng thì mấy anh cung cấp thêm quạt, rồi chẳng hạn như là nấu thêm trà xanh cho tất cả các công nhân uống. Nói chung cái điều đó mình cảm thấy rất là tốt và rất là cảm động, tại vì người ta phục vụ hơn, mình cảm thấy là hơn cả cái mức bình thường á. Thì lúc mà tụi con được các chú bộ đội ở đây đón tiếp á, được sinh hoạt, được chăm sóc thì con cảm thấy rất là vui. Đủ 14 ngày cách ly thì bản thân tôi cảm thấy rất là vui, tại vì tất cả mọi người đều âm tính. Bây giờ thì điều hạnh phúc nhất là cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Qua đây thì cũng cảm ơn tất cả các bác sĩ và các cán bộ. Qua 9 tháng triển khai tiếp nhận, trung tâm đã tổ chức đón 2.533 lượt khách đến từ các chuyến bay quốc tế và 244 lái phụ xe luồng xanh lưu trú tại Đà Nẵng. Với vai trò là chỉ huy điều hành mọi hoạt động của Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thành phố, Thiếu tá Vũ Văn Nam cùng cộng sự đã hướng dẫn công dân chấp hành nghiêm quy trình, hoàn thành cách ly theo quy định, chưa để xảy ra sơ suất, được người dân và đồng đội đánh giá cao. Với thành tích nổi bật, Thiếu tá Vũ Văn Nam được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Nam luôn phát huy tốt trách nhiệm, tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Chỉ huy thường xuyên làm tốt công tác quản lý và nhắc nhở công dân ở trong khu cách ly. Đồng chí thật sự là một tấm gương trong quá trình tham gia phòng chống dịch COVID. Và trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm cao như thế, đồng chí đã giúp Thủ trưởng Bộ Chỉ huy hoàn thành nhiều nhiệm vụ và đặc biệt là xuất sắc nhất. Trong thời gian đến, Bộ Chỉ huy tiếp tục phát huy truyền thống của các lực lượng, trong đó nhân lên điển hình cái tinh thần trách nhiệm của đồng chí Nam để cho cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo.